Sau đây là tin tổng hợp ở về ngày 21 tháng 5 năm 2024. Quốc hội Việt Nam mở đường để chính thức đưa Bộ trưởng Công an Tô Lâm vào chức Chủ tịch nước. Việt Nam lập lại lập trường về chính sách một Trung Quốc. Hãng Foxconn và nhiều công ty nước ngoài bị yêu cầu phải cắt giảm sử dụng điện vì thiếu điện. Nguy cơ ùn tắc kiểm định trong tháng 7 2024 nếu hàng trăm đăng kiểm viên ra tòa. Các nhà điều tra an toàn ô tô Hoa Kỳ tiến hành xem xét vụ tai nạn xe VF8 của VinFast. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vào chiều ngày 21 tháng 5 trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 với nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm. Đây là thay đổi vào giờ chót trước khi Quốc hội bầu ông Tô Lâm vào chức Chủ tịch nước theo giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào tuần qua. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng vào ngày 20 tháng 5 lặp lại quan điểm rằng Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian, phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Bà Hằng trả lời như trên khi được báo chí hỏi về chính sách một Trung Quốc của Việt Nam nhân dịp tân Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức chính thức nhậm chức. Giới chức Việt Nam vừa yêu cầu Foxconn, hãng cung cấp sản phẩm Apple, phải cắt giảm sử dụng điện năng đến 30% tại các nhà máy ở phía Bắc của hãng để tránh thiếu điện trong dịp hè. Hãng tin Reuters hôm 21 tháng 5 dẫn hai nguồn tin giấu tên biết rõ về vụ việc này cho biết yêu cầu cũng được gửi ra cho nhiều nhà sản xuất khác với mục đích tránh tình trạng thiếu điện như đã xảy ra hồi hè năm ngoái. Đề nghị gửi cho Foxconn được cho biết là khuyến khích và không có ý là bắt buộc, do đó không có ảnh hưởng đến sản xuất. Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết nếu trong tháng 7 năm 2024, cơ quan chức năng đưa ra xét xử đồng loạt các vụ án liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Điều này đồng nghĩa với việc 100% các trung tâm đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải dừng hoạt động. Nguy cơ ùn tắc tại các địa phương chắc chắn sẽ xảy ra, đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Thống kê của Cục Đăng kiểm cho thấy, trên hệ thống kiểm định cả nước, có 2.474 đăng kiểm viên xe cơ giới, nhưng đã bị khởi tố hơn 900 người. Trong đó có 291 người bị khởi tố nhưng được tại ngoại nên vẫn tham gia hỗ trợ hoạt động đăng kiểm. Các nhà điều tra an toàn ô tô của Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn hồi tháng 4 của xe điện VinFast VF8 ở Pleasanton, California, khiến một gia đình 4 người thiệt mạng. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia cho biết cuộc điều tra sẽ tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn ngày 24 tháng 4 và vụ cháy sau đó. Cảnh sát nói với giới truyền thông rằng gia đình này không sở hữu chiếc xe này. TechCrunch đã đưa tin về cuộc điều tra vào thứ Hai.